Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị và các bạn, dỡ bỏ linh thú trấn thủy Tứ Xuyên liên tục ngập nặng, nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, trải qua mùa mưa kỳ dị năm 2022, thành đô Tứ Xuyên thường xuyên ngập trong nước, nhưng không chỉ trong năm nay, nơi được mệnh danh là Thiên Phủ Chi Quốc, tức là quốc gia thiên thượng hay thiên quốc, đã thường xuyên ngập lụt kể từ năm 2013 tới nay. Trùng hợp thay, năm 2013, một linh vật bằng đá trông giống con tê giác trấn dưới quảng trường Thiên Phủ, trung tâm thành đô, đã bị đào lên. Truyền thông tiếng Hoa cho biết linh vật này đã được phát hiện vào năm 1973. Khi xây dựng tòa nhà viễn thông, người ta đã đào được một con thú bằng đá, nó nặng đến mức không thể lấy ra được, nên họ để nó nguyên vị trí cũ, ngay bên trên nó là móng của tòa nhà, theo thành đô, thành phường cổ tích khảo. Có lẽ 40 năm sau người ta mới có đủ kỹ thuật và phương tiện để đào nó lên, nhưng từ đó Tứ Xuyên thường xuyên bị ngập lụt. Theo Thục Vương Bổn Kỷ ghi chép, nước sông gây hại, Thục nghe theo Lý Băng đã làm ra 5 con tê giác đá, 2 con để trong phủ, 1 con ở dưới cầu thành và 2 con ở dưới nước dùng để trấn áp thủy quái. Một số chuyên gia khảo cổ kết luận niên đại của bức tượng được chế tác cách này nay khoảng 2.000 năm. Phù hợp với giai đoạn cuối thời Trung Quốc, nước Thục lúc đó có vị trí ở Tứ Xuyên ngày nay. Người tin văn hóa thần truyền nói rằng, không đào được những thần thú trấn thủy, nhưng chính quyền địa phương lúc bấy giờ vẫn chọn cách khai quật tượng đá lên, rửa sạch và chuyển đến bảo tàng Kim Sa. Ngày nay người ta vẫn còn thấy một bên thân của tượng có dấu vết bị đục. Tại sao người xưa lại sử dụng tê giác trấn thủy? Thưa quý vị, theo Thành Đô Ký do Lưu Cầu viết vào thời nhà Đường, vào thời Chiến Quốc, lúc Tần Chiêu Vương tại vị, Lý Băng giữ chức vụ thái thú ở nước Thục, khu vực này hàng năm đều có mưa to gió lớn, khiến dân chúng thường xuyên phải hứng chịu lũ lụt. Lý Băng thương dân tích cực nghĩ biện pháp xây dựng các công trình thủy lợi, ngăn chặn và phân luồng các trận lũ lụt tràn lan. Không những vậy, còn cứu tế, giúp dân xây dựng nhà cửa, phát hạt giống cho họ tái canh tác. Những công trình thủy lợi ông cho xây đến năm thứ hai đã bị lũ phá sập, lũ lụt lại hoành hành khiến dân tình điêu đứng. Hai cha con ông phát hiện ra là do dòng nước suối tan từ băng tuyết trên những ngọn núi, khi đổ xuống hạ lưu thì chảy chậm lại làm vỡ hai bên bờ sông. Không thể xây dựng một con đập nơi đây, do ông muốn giữ đường sông thông thoáng cho các con thuyền quân sự. Do đó, giải pháp mà Lý Băng đưa ra là tạo ra một con đê nhân tạo có thể dẫn một lượng nước đến một khu vực khác và tạo một kênh mương từ trên núi Ngọc Lũy để dẫn nguồn nước dư thừa tới đồng bằng màu mỡ thành đô bị khô kiệt. Công trình thủy lợi Đô Giang Yển ra đời và đến nay vẫn còn là một hình mẫu đáng học hỏi cho các chuyên gia thủy lợi. Bởi nó quản lý nguồn nước một cách hài hòa, cho phép các hệ sinh thái và quần thể cá sinh trưởng một cách tự nhiên. Điều này khác hoàn toàn với những con đập ngăn nước ngày nay được ví như những con dao chặn ngang lưng những dòng sông và làm cho nó chết dần. Văn hóa thần truyền Trung Hoa tin rằng tê giác đá có thể trấn áp thủy quái. Trong cuốn Hoa Dương Quốc Chí, Thục Chí của Tấn Thường Cử cũng có ghi chép. Tần Hiếu Văn Vương đã nghe theo Lý Băng tạo ra 5 đầu tê giác đá trấn nhiếp thủy quái bảo vệ nước Thục. Đồng thời tê giác có công năng phân chia nước. Công trình Đô Giang Yển chính là lấy việc phân chia dòng nước để lưu thông, khiến sông Mân Giang tại khúc đó được chia thành hai. Theo văn hóa thần truyền, tê giác đá ở lòng sông giúp khơi thêm dòng trong một không gian khác. Người xưa tin rằng linh thú là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phong thủy. Quả thực sau khi đào tê giác đá lên, trong vòng chưa đầy nửa năm đã ứng nghiệm. Thành đô trước đó trong hơn 10 năm chưa từng xảy ra lũ lụt, lúc đó đã bị ngập hoàn toàn. Sau đó hàng năm vào mùa mưa ở Tứ Xuyên luôn có nước lũ ngập tràn, đặc biệt là năm 2021-2022. Từ đầu tháng đến nay đã có những trận mưa lớn liên tục như tập trung vào thượng lưu Tam Hiệp, khiến toàn bộ Tứ Xuyên ngập chìm trong nước. Vừa qua sông Kỳ Giang ở Tứ Xuyên đã hứng chịu trận lụt lớn nhất kể từ năm 1940. Trong tháng qua liên tiếp 4 trận động đất xảy ra ở Tứ Xuyên và đến tháng này mưa lũ vẫn đổ xuống mảnh đất này với lưu lượng lớn. Các nơi ở Tứ Xuyên trải qua mưa lũ kinh hoàng và liên tiếp từ tháng trước tới nay.
phản thiên phản địa, chuốc tai ương. Tứ xuyên không chỉ có Đô Giang Yểm và Trần Thú Kỳ Bí mà còn có Lạc Sơn Đại Phật hùng vĩ linh thiêng. Đại Phật tọa tại vách đá Thê Loan, núi Lăng Vân, nơi giao nhau của ba con sông Mân Giang, Thanh Y và Đại Độ, thuộc thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Gần đây, nước sông ở Tứ Xuyên dâng cao nhanh chóng do mưa lớn, khiến đài quan sát Lạc Sơn Đại Phật bị nhấn chìm và chân Phật cũng ngập trong nước. Có một câu nói được lưu truyền phổ biến ở Lạc Sơn là tẩy cước tiêm, hồng thủy yêm, nghĩa là nếu nước sông dâng lên đến ngón chân tượng Phật thì Tứ Xuyên sẽ phải hứng chịu một trận lụt lớn. Vì vậy, người ta không ngừng đồn đoán rằng chân tượng Phật ngập nước có lẽ là điềm báo sắp có chuyện xảy ra. Nay cả linh thú trấn yểm bị gỡ bỏ, lẫn dị tượng Phật rửa chân đều đã linh ứng. Tứ Xuyên, nơi thượng nguồn Tam Hiệp còn tiếp tục mưa lũ và ngập nặng, thì áp lực đối với con đập tai tiếng này sẽ càng lớn. Tam Hiệp có mệnh hệ gì thì cả một vùng Trung và Hạ Du Dương Tử sẽ phải trải qua thảm họa kinh hoàng. Cả đập Tam Hiệp phản thiên phản địa, dùng nguyên lý tác động thô bạo tàn phá thiên nhiên, lẫn sự bất tín, thiếu kiêm cung mà gỡ bỏ trấn thú của chính quyền Trung Quốc thời nay, đều có thể sẽ mang lại điều chẳng lành cho nhân dân và quốc gia 5.000 năm văn hiến này. Con người thuận theo tự nhiên, tôn trọng và nâng niu tự nhiên thì sẽ được tự nhiên nâng niu lại. Như Đô Giang Yểm thuận theo thiên địa mà trị thủy thì thiên tai cũng giảm bớt mà đem an lành cho bách tính lương dân. Trị quốc không cần cường bạo, ngông cuồng mà cần khiêm cung vì người. Người dân không cần bá vương mà cần minh quân. Thưa quý vị, 9 tỉnh thành bị lũ lụt nghiêm trọng, An Huy ngập đã ở trong 40 ngày liên tiếp nhưng ông Tập vẫn đang kêu gọi tiết kiệm nước. Những ngày gần đây, tâm huyết tiết kiệm lương thực cho toàn dân của ông Tập Cận Bình vẫn chưa nguôi ngoai, thì giờ đây ông lại đang kêu gọi tiết kiệm nước. Theo Epoch Times, dẫn tin từ các báo đại lục cho hay, Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đề cập đến sự cần thiết phải thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng thâm canh và tiết kiệm tài nguyên nước ở sông Hoàng Hà và thật sự coi tài nguyên nước là có hạn. Sau tiết kiệm đồ ăn, tiếp tục kêu gọi tiết kiệm nước. Trước tình hình lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc hiện nay, đồ ăn thức uống đều không có nhiều mà lãng phí. Nhiều người không hiểu vì sao vừa chủ trương tiết kiệm đồ ăn nay lại muốn tiết kiệm nước. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thống Trung Quốc, Hồng Thiên Vân, Phó chủ nhiệm văn phòng phụ trách xóa đói giảm nghèo và phát triển của Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo vào ngày 28 tháng 8 rằng lũ lụt của Trung Quốc đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở 9 tỉnh và thành phố. Trong đó, An Huy có 296 quận nghèo và 15.336 làng nghèo. 2 triệu người nghèo bị ảnh hưởng và hơn 400.000 người gặp khó khăn về nước uống. Trường Tuyết Trung, một học giả đại lục, nhận xét rằng sự lãng phí thực sự gây sốc ở Trung Quốc là chi tiêu của chính phủ chứ không phải của người dân. Hàng chục nghìn người ở An Huy ngâm nước 40 ngày mà không được cứu hộ. Hôm nay, khúc sông Lư Giang qua huyện Thạch Đại Vu, tỉnh An Huy đã được mở để xả lũ, đã 40 ngày trôi qua kể từ khi thị trấn sông Lư Giang chìm trong nước. Trần Lượng, một người dân ở huyện Lư Giang, nói với phóng viên Epoch Times rằng một lượng lớn người dân đã được sơ tán khỏi nhà, chỉ mặc một bộ đồ dưới sự giám sát của quân đội. Ông cho biết nước trong nhà của họ vẫn còn sâu hơn 2 mét và họ không biết khi nào mới có thể trở về nhà. Họ phải ở bên ngoài, không thể về nhà, không có cơm ăn áo mặc, khổ sở. Trần Lương nói rằng họ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyệt vọng rồi. Ông nói thêm hiện tại, Thạch Đại Vu và Ngư Quảng Vu ở địa phương đều bị ngâm nước, hàng vạn người dân không có nhà để về. Hơn 40 ngày nay, chính quyền địa phương chỉ cấp phát một bao gạo và một thùng dầu cho mỗi nhà, những việc khác đều đã không quản nữa. Trần Lượng cho biết người dân địa phương đang lo lắng, không biết giải quyết cơm ăn áo mặc như thế nào sau khi nước rút. Một người phụ nữ An Huy trong đoạn video tự quay đã kêu gọi người dân ở các tỉnh khác giúp đỡ hơn 200.000 nạn nhân đã phải rời bỏ nhà cửa ở Vương Gia Bá. Ngày hôm nay lúc 8 giờ 31 phút, cửa xả lũ đầu tiên của Vương Gia Bá bên sông Hoài, An Huy một lần nữa được mở, 15 lần xả lũ trong 12 năm là để bảo vệ phía Nam Hà Nam và Giang Tô. Chính người An Huy của chúng tôi đã âm thầm gánh vác mọi thứ. Xả lũ để nước tràn vào quê hương, ngập làng, mất tài sản, mất tự do, mồ mả tổ tiên để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân ở thượng nguồn và hạ lưu. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao các nhà chức trách của Trung Quốc không sắp xếp trước việc chuyển từ Vương Gia Bá thay vì thực hiện cái gọi là cứu hộ và cứu trợ thiên tai sau lũ lụt. Về vấn đề này, Song Phiang Chun, một học giả tốt nghiệp Đại học Sơn Tây, nói với đài nước ngoài rằng
những người bình thường không có tiếng nói trong các vấn đề an toàn công cộng, chẳng hạn như ngăn ngừa thiên tai. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng cái gọi là hy sinh lợi ích bộ phận để bảo toàn lợi ích tổng thể. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.